Mùa xuân, mùa của các loài hoa đua nhau khoe sắc, cây cỏ đâm chồi nảy lộc, lòng người ngập tràn bao cảm xúc háo hức hân hoan. Mùa xuân, huyện Côn Đảo cũng khoác lên mình áo mới rực rỡ và lung linh để chào đón những điều tốt đẹp trong năm mới Giáp Thìn. Trên các tuyến đường của huyện Côn Đảo đang ngập cờ hoa, pano áp phích, cờ phướng mừng Đảng mừng xuân, tạo cho lòng mỗi người dân như thêm rạo rực, tràn đầy nhựa sống. Em cảm thấy ở đây rất là một nơi rất là bình yên. Thứ hai là đường xá rất là sạch sẽ và văn minh. Cái không khí Tết đang ngập tràn ở đây là mọi người rất là có cái sự chuẩn bị rất là kỹ càng cho việc đón một năm mới. Điểm nhấn của Xuân Côn Đảo năm nay là đường hoa xuân với chủ đề Côn Đảo phát triển bền vững, được tổ chức trên tuyến đường Lê Hồng Phong. Thông qua cách bài trí độc đáo, không kém phần tinh tế, hơn 22.000 giỏ hoa, chậu hoa làm nổi bật các mô hình linh vật rồng phun châu nhã ngọc, trụ chuyển động sử dụng năng lượng gió tuần hoàn, các làng chài, các cụm tiểu cảnh check-in, các mô hình tiểu cảnh tại đường hoa xuân hầu hết được sử dụng từ những vật liệu thân thiện với môi trường, thể hiện một Côn Đảo xanh sinh thái, phát triển bền vững theo mô hình kinh tế tuần hoàn. Tết năm nay ở Côn Đảo thì rất là náo nhiệt và đường hoa hôm nay thì huyện Côn Đảo mình trang trí rất là hoành tráng, em thấy đầu tư và hoa đây rất là nhiều màu sắc sặc sỡ và phù hợp với lại không khí Tết. Đường hoa xuân ban ngày đã đẹp, về đêm càng đẹp hơn khi với hệ thống đèn LED, đèn chiếu sáng, đèn họa tiết được bố trí khắp đoạn đường, chiếu rọi làm nổi bật ý nghĩa của từng mô hình và cụm chủ đề, tạo ra một hình ảnh Côn Đảo lung linh, rực rỡ, thu hút mọi ánh nhìn. Tết ở Côn Đảo thực sự rất đẹp và thú vị, không khí rất tuyệt vời. Đi dạo vòng quanh và khám phá những món ăn địa phương cũng thật hấp dẫn. Năm 2023 vừa qua, mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng đảng bộ, chính quyền, quân dân trên đảo vẫn gặt hái được nhiều thành quả quan trọng. Các ngành kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao đáp ứng nhu cầu của người dân. Nhiều sự kiện, hoạt động văn hóa thể thao được tổ chức tốt, góp phần thúc đẩy du lịch, dịch vụ phát triển. Tất cả điều đó làm cho nhân dân thêm phấn khởi, tươi vui đón Tết trong niềm tin về một năm mới Giáp Thìn, Côn Đảo sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn nữa.